Xin chào bà con. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người cách sử dụng thuốc trừ bệnh MI Top 1 300 USC để trị ghế trái, xương mai và phần trăng cho cây trồng. Đây là một loại thuốc rất hiệu quả và an toàn, giúp bảo vệ mùa màng của bà con khỏi những căn bệnh phiền toái này. Trước khi bắt đầu, tôi muốn nhấn mạnh một điều quan trọng. Bà con nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì thuốc nhé. Việc này rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân và cây trồng. MI Top 1 300 USC là một loại thuốc trừ bệnh mạnh. Để pha dung dịch, bà con chỉ cần lấy 10-20 ml thuốc rồi hòa với 16 lít nước, nhờ lạc đều chai thuốc trước khi pha. Sau khi pha xong, bà con dùng bình phun để phun đều lên toàn bộ cây trồng, đặc biệt là những khu vực có dấu hiệu bị bệnh. Thuốc này có tác dụng nhanh và hiệu quả kéo dài, giúp bảo vệ cây trồng khỏi các loại nấm bệnh trong một thời gian dài. Không những thế, MI Top 1 390 USC còn giúp cây trồng phục hồi nhanh chóng và phát triển khỏe mạnh hơn. Thêm một điều cần lưu ý là bà con nên phun thuốc vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát khi trời không quá nóng. Làm vậy sẽ giúp thuốc thảm vào cây tốt hơn và không bị bay hơi nhanh. Nếu cây trồng của bà con đang bị ghế trái, xương mai hay phần trắng, hãy thử dùng MI Top 1 390 USC nhé. Và đừng quên trang bị bảo hộ lao động như găng tay và khẩu trang khi pha và phun thuốc. Điều này không chỉ bảo vệ bản thân mà còn tránh gây hại cho sức khỏe. Tôi hy vọng video này sẽ giúp bà con có thêm kiến thức và kỹ năng để bảo vệ cây trồng khỏi các loại bệnh tật. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin hãy để lại bình luận hoặc chia sẻ kinh nghiệm của mình nhé. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video sau. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật những video hữu ích tiếp theo. Chúc bà con thành công và có một mùa màng bội thu. Dublin VN.